em muốn nói gì? Em muốn biết lập trường của anh à? Không kịp đổi ý rồi. Anh muốn tiếp tục vấn đề này. Trong một khoảng thời gian dài, anh rất hận cha của anh, cho rằng ông ấy là người khiến mẹ anh sống trong tù tinh thần, không có ngày tháng trong những năm cuối đời. Nhưng kỳ lạ là, khi trở thành bác sĩ, tiến hành phẫu thuật, phát hiện trong những thời khắc mấu chốt giữa sống và chết, bản thân ngày càng có năng lực giúp người bệnh giằng co với tử thần, anh bắt đầu hiểu được cảm thụ của ông ấy. Sống chết không phải là có số, sống chết nắm ở trong tay, không nên dốc hết toàn lực ư? Chỉ khi dốc hết sức lực để yêu một người mới có thể cảm nhận được anh và em cùng tồn tại. Đây là lời mà cha đã nói với mẹ, được bà ấy ghi vào trong nhật ký. Hối hận hay là không? Anh nghĩ là không. Ông ấy khăng khăng cho rằng mẹ yếu đuối, từ bỏ bọn anh. Ông ấy vẫn luôn tự thôi miên bản thân như vậy để có thể sống tiếp. Hiện tại anh cũng không xem như hận ông ấy. Mối quan hệ của bọn anh dần trở nên vi diệu. Người dưng có chung huyết thống. Linh hồn của ông ấy đã cùng mẹ anh ngủ say từ lâu. Sao anh có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ chứ? Nói cho cùng, ở trong tổ chức đó, ông ấy cũng chỉ là một con rối mà thôi. Anh tự biết mình không có năng lực giữ gìn công bằng và chính nghĩa của thế giới này. Thứ anh có chỉ là dao phẫu thuật. Mỗi khi cứu được một người, coi như một lần chuộc tội. Cho nên nếu em muốn hỏi về lập trường của anh, câu trả lời là anh chỉ trung thành với nghề nghiệp và tín ngưỡng của mình, cùng lập trường bảo vệ em. Má ơi, em muốn dọa chị Thăng Thiên hả? Phòng tối thui không bật đèn, đột nhiên có giọng nói vang lên. Gì mà bình minh đêm dài, em đang học thoại hả? Cô bé đáng thương, bị làm sao vậy?
giúp ai? À, em nói đến Ngôn Nhất Trì phải không? Chào ôi, em giúp được gì chứ? Dù sao lão Kim nhà chúng ta đã sang hàng rồi, ít nhất có anh ấy ở bên. Còn có thể thế nào, rối như tơ vò. Em không xem tin tức hả? Giá cổ phiếu của Udo giảm mạnh, Ngôn Nhất Trì vẫn phải ở lại Hàn Quốc, không thể quay về xử lý mọi chuyện. Nghe nói hội đồng quản trị đang loạn như cao cao. Ngủ đi ngủ đi, dù sao ngày mai tỉnh lại, mặt trời vẫn mọc như thường ngày. Gì mà không thể đón được bình minh. Có thể nói biên kịch của em đừng viết mấy câu thoại ủy mị sướt mướt như vậy được hay không? Tổng giám đốc Ngôn, cà phê của anh. Cảm ơn. Đã là cốc thứ ba. Thật ra anh có thể về nước trước để xử lý mọi chuyện trong công ty. Chuyện của Ngải Mộng cứ giao cho tôi là được. Nếu không cứ làm việc không ngủ không nghỉ thế này, cơ thể của anh sẽ chịu không nổi đâu. Tôi có chừng mực. Tôi vẫn chưa ngủ, anh nói đi. Ảnh gửi cho anh là bức ảnh mà tôi chụp được ở hiện trường. Chú ý đến màu đen ở phía sau ghế lái phụ. Tôi đã khoanh lại rồi. Đã thấy. Nó là một chiếc ô. Lúc anh mở cửa xe, có để ý đến chiếc ô đó không? Hoàn toàn không. Ngoài việc cứu người, không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Anh nghi ngờ chiếc ô kia có vấn đề sao? Sau khi đọc hết biên bản, điểm đáng nghi lớn nhất mà tôi có thể phát hiện là chiếc ô mà tôi chụp được không xuất hiện trong danh sách chứng cứ hiện trường. Điều này không phù hợp với yêu cầu biên bản vật chứng. Sẽ là vì lý do gì? Chỉ có một cách giải thích, có người không muốn nó xuất hiện. Có thể biết được hình dáng của chiếc ô không? Dựa theo độ cao, hẳn là một chiếc ô dài, cán màu sẫm, mặt ô không rõ. Buổi tối không đủ sáng, hơn nữa khoảng cách khá xa, cho nên không thể thấy rõ được chi tiết. Nhưng tôi vừa chỉnh ảnh đến mức sáng nhất, phát hiện cán ô hình như có chữ M in hoa. Em? Đúng vậy. Ở góc độ đó chỉ chụp được một chữ M, không có manh mối khác. Được, tôi sẽ nghĩ cách. Tổng giám đốc Ngôn, xin lỗi anh. Cậu cũng vất vả rồi, về phòng nghỉ đi. Sáng sớm tôi sẽ đến bệnh viện Hải Tinh một chuyến, cậu không cần đi theo. Thăm Ngải Mộng? Không, tôi phải tham gia buổi lễ nhậm chức của viện trưởng mới bệnh viện Hải Tinh.
theo, mời mọi người cùng chúng tôi đến tham quan phòng thí nghiệm phổ cập khoa học y học Hải Tinh của Bệnh viện Hải Tinh. Anh Tinh Trần nói anh ấy vẫn còn có việc ở thêm một ngày nên cho em nghỉ. Hôm nay đúng lúc là ngày giỗ của Diệt Nhung. Anh đến thăm mộ của cô ấy một chuyến. Đúng vậy, mới đó mà đã một năm rồi, muốn làm gì đó cho cô ấy, nhưng lại gì cũng không làm được. À, không, anh đi cùng Lý Ngộ, ba thành viên khác của Quan For You cũng đến thắp hương. Hiện tại vẫn còn một vài fan của Diệt Nhung. Đúng vậy, là anh nhờ Lý Ngộ đưa anh đến. Em quên rồi à, cô ấy vốn là bạn thân của Diệt Nhung. Vì để kéo dài ước mơ âm nhạc của Diệt Nhung nên mới chọn gia nhập One For You. Hình như fan đang cãi nhau. Anh cúp máy trước đã, đợi anh quay về. Chuyện gì vậy? Sao họ lại cãi nhau? Đó, chính là cô gái kia. Cô ta đi theo anh cả ngày, đến mộ của Diệt Nhu cũng liên tục chụp ảnh của anh. Fan của Diệt Nhu cảm thấy cô ta không tôn trọng người đã khuất, bảo cô ta cất bé ảnh đi nên mới cãi nhau. Lại là cô ta. Anh quen biết. Tối qua anh đến đồn cảnh sát để cho lời khai. Trước khi đi còn phải phối hợp yêu cầu của cảnh sát, tặng cho cô ta dịch vụ fan VIP bao gồm ký tên, chụp chung, video chúc phúc. Đồn cảnh sát? Cô ta rất quen với bên cảnh sát sao? Cha cô ta hình như là trưởng phòng cảnh sát. Các cảnh sát khác đều rất cung kính với cô ta.
Wow, thì ra là thiên kim của trưởng phòng cảnh sát, không thể trêu vào. Em phải dặn Phan khách khí một chút. À, khoan đã. Sao vậy? Đột nhiên nhớ đến, chúng ta phải lợi dụng vị fan cứng này của anh, kéo gần mối quan hệ với phòng cảnh sát Seoul. Cô muốn làm gì? Tôi không bán sắt đâu đó. Ai cần anh bán sắt chứ? Chỉ cần dùng trái tim chân thành của anh cảm hóa thiên kim của trưởng phòng cảnh sát để cô ấy giúp ta một việc nhỏ. Việc gì? Điều tra vật chứng liên quan đến vụ của Ngải Mộng. Cô có quan hệ gì với vụ án này? Nói ra thì dài. Đi thôi, cùng anh đến khu đua xe một chuyến. Quà quay về mà Tiểu Ly tặng cho anh có phải rất ngọt hay không? Cô ngốc. Lúc này anh sao có thể đua xe? Là một trường đua đã đóng cửa, thích hợp để mô phỏng lại tình hình, nghiệm chứng phán đoán. Tóm lại, đi cùng anh. Em chỉ cần ngồi trên khán đài quay chụp lại tình hình của xe. Đừng hét lớn, đừng nháy mắt. Đúng vậy, cũng không được quở trách anh. Người lái xe nguy hiểm, tăng tốc tối đa khi nãy thực ra là nó. Một tay điều khiển tay lái, một tay cầm ô nhấn chân ga. Mặc dù tư thế hơi vặn vẹo, nhưng vẫn làm được.
Đúng là như vậy, mô phỏng thực tế kết thúc cũng nghiệm chứng được phán đoán của anh. Trong tình huống ngải mộng say ngoắc cần câu, ghế phụ hoàn toàn có thể dùng công cụ khác để điều khiển tốc độ của chiếc xe. Đúng vậy. Không liên quan đến việc từng là gì, linh cảm đến từ một bộ phim điện ảnh cũ. Nữ diễn viên à, xem nhiều phim điện ảnh, em cũng có thể chuyển nghề làm thám tử. Nhưng đây vẫn chỉ là suy đoán, muốn rửa sạch tội danh cho ngải mộng, chỉ có thể dựa vào bằng chứng. Cô là ai? Cô là cô ấy sao? Vẫn luôn đợi điện thoại của anh à? Chỗ của em cũng đang đổ mưa. Đã hết cảm hay chưa? Việc quay phim thuận lợi chứ? Anh nhớ em.
sao lại là hai người? Good evening, boss. Tôi tuyên bố, từ hôm nay, chiếc thuyền của chúng ta lại có thêm một con châu chấu. Nè, so sánh gì vậy? Lễ phép với huấn luyện viên một chút. À, được thôi, là có thêm một vị hảo hán. Tổng giám đốc Ngôn, chuyện là thế này. Nói ngắn gọn một chút. Yes, boss. Tóm lại, chúng ta bởi vì có cùng chung một mục tiêu nên tụ họp với nhau. Muộn thế này còn đến làm phiền anh là vì bọn tôi đã phát hiện một manh mối quan trọng. Đây là gì? Nghe nói mấy người định điều tra lại vụ tai nạn giao thông. Đúng lúc có một fan người Hàn là con gái của trưởng phòng cảnh sát. Cô ấy giúp bọn tôi tìm ra chiếc xe gây tai nạn. Đồ vật trên xe đã được mang đi hết. Nhưng cô ấy tìm thấy thứ này ở dưới ghế lái. Hiển nhiên là manh mối mà phía cảnh sát bỏ sót. Hành động của hai người nhanh thật đó. Đương nhiên rồi. Nhưng nó là thứ gì? Nắp bình? Đại ốc? Ôi, cha ơi! Tôi nói rồi mà. Với IQ của người bình thường, tuyệt đối không nghĩ ra. Nhưng mà... cố tình trần tôi là ai chứ? Là một con châu chấu cực kỳ thông minh. Lý Ngộ. Cho nên hai người đã có câu trả lời rồi. May mà có cơn mưa này. Càng may là mấy hôm trước boss đã cho tôi mượn chiếc ô trong phòng. Anh còn nhớ sao? Là chóp ô. Đúng vậy. Mấy người không phải đang tìm một chiếc ô sao? Hiện tại ít nhất đã giúp mấy người tìm được một bộ phận. Thì ra không phải là em gì cả, là W Seoul Walker Hill. Đó là ô của khách sạn Seoul Walker Hill.